Qua đây. Kéo lên đi. Tân thông trừ rộng trừ. Bể luôn. Anh lên ơi. Tân quay ngược cái đầu. Bạn cá bự nha anh em. Mới lại. Không, hạ xuống đây chung. Chín mươi người. Đây, con này cần. Đổ cá lại cho anh Quý ơi. Con này chết. Con này cá lại nha. Đó. Ý là ông bỏ rộng để ông đem ông nhốt ông con câu mà. Đây, cá phủ bên này nè. Xong. Mới ta nhà. Đây, em cá anh em ơi. 2 4 6 con vô sau mà lại lại ngon đấy. Rồi móc lên cái trên cùng nữa thôi được anh Linh. À đúng rồi. Kéo lợi nhất rồi. Từ từ hạ xuống nó đang bị khóa. À. Hạ xuống rồi. Đấy, đấy, bấm. Đừng mọi người ơi. Mười hai ba chín. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chính mấy cái đó. Chưa, đang nhắc gì ba mà đang đầy chứ. Cho nó hợp lý chứ. Chắc chắn rồi. Nhưng mà cũng chưa biết được cái rong này cũng đâu có kinh bọn à. Ờ. Được tí nào. Nó cao lên được, 2820. Làm mấy luôn à? Trời ơi, còn ghê lắm. Toàn lừa nhau không? Mười bốn tám mươi á. Độ. Tấn động rồi. Bấm 10.0 luôn đi. Lợi hay linh nhất? Linh chắc rồi. Hai cái tròn luôn. Bên này có, bên này chắc độ cá